Đừng lo lắng, cái này cũng đơn giản thôi các bạn. Nó kết hợp giữa hai cái hiệu ứng Boole để cộng trừ các đối tượng, hiệu ứng lấy cái đường viền term array, a term array, Boole, Boole, chọn hai cái thằng này nè, kéo bỏ vô cái Boole, xong các bạn, nó lấy cái hình chữ nhật nó trừ cho cái hình tròn. Các bạn muốn ngược lại, các bạn đảo vị trí của nó, kéo này bỏ lên trên, xong luôn. Bấm NB để xem cái lưới của nó. Lúc này các bạn xem nè, cái anh này, những cái mặt này nó còn khá là gắt, có nghĩa là nó là những cái hình đa giác. Rồi chọn đây nè các bạn, chọn cho thầy cái phơ nè, các bạn tăng cái segment lên. Nó là đang là 24, mình cho nó là 32 coi nè. Đó, các bạn tăng lên nữa nè, 50 nè. Càng lớn thì nó càng trơn, càng mịn, nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ nặng nha. Rồi các bạn gán chất liệu nè các bạn, ví dụ các bạn nói là chất liệu mấy file trước em đã có rồi, bây giờ em muốn lấy qua file này em xài được không, thử nè. Chọn vô đây nè, quét chọn cái chất liệu này, nhấn Ctrl C. Chọn cái file bên kia nè, chọn vô ô chất liệu, nhấn Ctrl V. Các bạn gán cho nó nè các bạn gán vô đây nè, hình vuông nè, hình vuông màu khác nè, gán vô hình tròn nè, hình tròn màu khác nè. Đây nè các bạn thấy chưa. Rồi ví dụ nữa nè các bạn tạo hiệu ứng xong các bạn mới kéo nó ra bên ngoài. Nhớ cho thầy, làm việc với không gian 3D thì các bạn luôn luôn nhớ một cái cách làm việc, đó là đặt đối tượng ở góc tọa độ, làm xong hết mới đưa ra bên ngoài. Sau đó mình sẽ trừ bằng cái hiệu ứng đó là Boole, kéo hai này bỏ vào Boole đó, và nó ngược thì mình sẽ chọn là kéo thứ tự nó ngược trở lại. Vậy là chúng ta có đối tượng luôn các bạn, nó thật là hay. Kéo bỏ vào xong, kéo ra ngoài nè các bạn nè, nhớ chọn một cái Boole kéo ra. Rồi thêm cái ví dụ nữa các bạn ha. Lúc này thầy sẽ thêm cho các bạn một cái cylinder. Thầy trừ mấy này ra các bạn, hai này trừ ra thì chọn cho thầy là gì? Boole. Đó, kéo hai này bỏ vô các bạn. Rồi nó lại sai thứ tự nữa rồi, kéo anh này bỏ lên trên. Được chưa các bạn? Và gán cái màu nó vô nè các bạn. Đừng lo lắng, cái này cũng đơn giản thôi các bạn. Nó kết hợp giữa hai cái hiệu ứng Boole để cộng trừ các đối tượng, hiệu ứng lấy cái đường viền term array, a term array.